Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 13 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Phú Yên phạt hành chính những người trốn khỏi khu phong tỏa và tụ tập xem bóng đá. KBK 26 tuổi và NID 23 tuổi đều ở Buôn Bầu, xã Ea Choi, huyện Sông Hinh, Phú Yên vừa bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng trên một người vì trốn khỏi khu phong tỏa Buôn Bầu, xã Ea Choi. Ông Đinh Ngọc Dạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hinh, Phú Yên cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với KIK 26 tuổi và NID 23 tuổi đều ở Buôn Bầu, xã Ea Choi, huyện Sông Hinh, Phú Yên vì cả hai đã trốn khỏi khu phong tỏa Buôn Bầu, xã Ea Choi. Theo đó, cả hai sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng trên một người vì đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng, tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, ngày 8 tháng 7, KIK và NID đã trốn khỏi khu vực phong tỏa làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 4 và ngày 5 tháng 7, LVB 20 tuổi và NVD 29 tuổi và NVH 31 tuổi, NVC 28 tuổi, TBL 20 tuổi cùng ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên đã đến nhà ông NVK ở cùng khu phố xem bóng đá và uống cà phê. Tất cả những người này đều không đeo khẩu trang. Sau đó, TBL và ông NVK đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng cho một người đối với những người đã tham gia xem bóng đá tại nhà ông NVK về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bị dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ngày 10 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Và đó là thông tin ngày 13 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên đăng ký vào chung nhé. Tạm biệt.